Thôi chào cả nhà, chào cả nhà Tempo Vi Food. Hôm nay mình đến chia sẻ món gà hấp tấm đông cô. Nguyên liệu của mình là có gà, bạn chọn gà ta nha, gà ta ngon, xong rồi bạn chặt nhỏ vừa ăn thôi. Rồi mình cũng có nấm đông cô, mình mua nấm khô ngoài chợ đó, sau đó mình về rửa sạch, xong rồi mình ngâm. Ngâm với nước lạnh thì thời gian lâu hơn, còn mình ngâm với lại nước nóng thì cái thời gian ngâm nó nhanh hơn. Xong rồi bạn cắt bỏ chân, sắc nhỏ. Mình có gừng bầm, tỏi bầm với lại gừng sắc sợi. Gia vị là những cái gia vị thông thường thôi nha bạn. Tiêu, bột nêm, chút xíu bột năng, dầu hào và nước tương. Món này mình cũng có sử dụng chút xíu rượu nha, để cho nó tăng hương vị cái mùi thơm. Ngoài ra đó, bạn ngâm nấm đông cô thì mình để lại chút xíu cái nước ngâm nấm. Thì cái nước này nó cũng có cái mùi thơm của cái nấm, cho nên mình sẽ để lại, mình không có để thêm nước vô cái món này mà mình để cái nước ngâm nấm luôn nha bạn. Trước tiên bây giờ mình sẽ ướp cái nấm đông cô nha. Dạ, bốn bi chào chị Đan Chi. Nấm đông cô mình ngâm với lại mình bỏ chút xíu gừng bằng nhuyễn, chút xíu rượu, chừng một muỗng cà phê thôi nha bạn, chút xíu thôi để cho nó khử bớt cái mùi nấm thôi. Cho lại cái nước ngâm mà mình đã xíu nước ngâm thôi. Rồi cho chút xíu muối vô cái nấm này cho nấm nó có mùi vị luôn. Mình trộn đều nha bạn. Rồi, mình cũng bắt đầu ướp gà. Gà mình ướp với lại chút xíu tỏi nha, tỏi bầm, khoảng một muỗng cà phê, cái bột nêm, ba muỗng dầu hào nha bạn. Hai muỗng nước tương. Một muỗng dầu ăn, một muỗng canh dầu ăn á. Nếu mà nhà bạn không thích ăn dầu ăn nhiều thì mình cũng không cho cũng không sao. Cái dầu ăn này á, để cho cái miếng gà của mình nó mướt hơn, nó có cái mùi thơm hơn. Mình cũng cho chút xíu rượu. Nếu mà ở nhà mình có thời gian á thì cái công đoạn ướp này mình ướp khoảng 15 phút nha bạn. Trong khi mà mình ướp gà đó thì bạn sẽ mở bếp để nấu cái nước để lát nữa mình hấp. Rồi mình cho hết nấm đông cô vô luôn ha. Là mình trộn nấm đông cô vào mình ướp với gà luôn hả chị? Đúng rồi, cái nấm đông cô hồi nãy mình đã ướp với gừng, chút xíu gừng rồi. Bây giờ mình ướp gà xong mình trộn chung nấm đông cô vô luôn. Sau đó thì mình cho chút xíu bột năng. Bột năng này công dụng là để làm cho cái nước là nước gà mà lát nữa mình hấp xong nó... mạng yếu nè.
Giờ mình cho gừng sợi lên hả chị? Đúng rồi, mình để xíu gừng sợi thơm á. Rồi, bạn chờ nước sôi ha. Mình sẽ hấp cái món này trong vòng 20 phút. 20 phút là tính từ nước sôi nha bạn. Tại nếu mà mình để cái lúc mà mình mới đợi nước vô đó, mình hấp liền tính giờ nha em. Bây giờ mình hấp món này là khoảng 20 phút nha. Dạ em đang vào cái wifi của Mezan á. Rồi chị anh ơi, mình bỏ gà vô hấp trong vòng bao lâu vậy chị? 20 phút đến 25 phút nha em, tùy theo cái lửa của mình lớn hay là nhỏ đó. Nhưng mà khoảng 25 phút thì gà chín rồi đó. Giống như hồi nãy mình cũng chia sẻ đó, tức là bạn mua nấm đông cô hay là nấm hương thì nó nhỏ hơn xíu, bạn về rửa sạch, sau đó thì mình ngâm với lại nước nóng. Nước nóng mình để trong vòng, mình rửa sạch rồi á thì cái nước mà mình ngâm ra đó mình vẫn có thể giữ lại. Có khi mình nấu gà, nấu nấm hay là cái gì đó thì mình lấy luôn cái nước mà mình ngâm để mình nấu cho nó có cái hương vị á. Nấm hương này nó rất là thơm, nấm đông cô này rất là thơm. Bạn ngâm xong rồi mình vớt lên hết, mình cắt chân bỏ đi. Sau đó đó thì bạn sơ chế theo cái yêu cầu của ăn. Cho em xem gà trong nồi đang hấp. Thơm quá chị ơi. Gà bắt đầu thơm rồi đó bạn. Món này mình trang trí với gì không chị? Tùy theo mình thích trang trí kiểu nào cũng được, nhưng mà thường mình lấy ra thì chỉ có rắc ngò với lại tiêu thôi. Tại vì mình trang trí các củ quả khác á, thì nó sẽ không có hợp với lại cái món ăn này. Nhưng mà mình cũng có thể mình cắt hoa cà chua hay là mình có thể trang trí thêm hoa gì đó tùy thích. Mình chờ gà chín một chút xíu nha cả nhà ơi. Chị Anh đang hấp gà ở đây rất là thơm. Nghe mùi thơm không mấy bạn? Món này mình ăn với cơm ha. Cơm đúng rồi, món này á mình ăn với lại cơm trắng. Dạ. Hy vọng là chiều nay sẽ có bạn nói là chị ơi, em mới vừa làm món này cho nhà em ăn buổi chiều đó. Hồi nãy chị Nhi Như Nhi Võ có nói là chị online mà không hay để lên lên thưởng thức cho, để chị chạy lên. Hôm bữa sau là chị online là Phoebe sẽ đăng trước cái lịch để cho chị Nhi hay nha chị Nhi. Ôi vậy là mình cũng mất đi một cái fan hâm mộ đó nha Nhi. Chị Phương Nguyễn hỏi là mình hấp tính 20 phút là kể từ lúc nước sôi hả chị? Đúng rồi bạn ơi, mình hấp gà hay là hấp cá hay là mình hấp gì đó thì bạn tính từ lúc nước sôi để cho nó có cái thời gian chính xác hơn. Tại vì cái lúc nước chưa sôi á, bạn để vô cũng không biết là bao lâu thì mình cũng khó tính thời gian chính xác á. Giống như món này, thí dụ như món này mình để thời gian là khoảng 20 phút thì bắt đầu tính từ lúc nước sôi các bạn. Thơm quá chị ơi. Bạn chuẩn bị cơm đi nha. Bụng đói cồn cào. Cái món này ăn bắt cơm á chị ha. Món này á, nếu mà mình làm gà ta thì nó mới ngon nha mấy bạn. Ví dụ mình làm gà Mỹ hay là gà Thẩm Vườn á thì cái thịt nó nhiều á, nó không ngon bằng bạn làm gà ta thì nó rất ngon. Nếu mà bạn ăn ở trong các cái quán á, thì có thể là người ta hấp ở trên cái một cái sừng tròn, xong rồi người ta lót lá sen, xong rồi hấp luôn thì cái nước của nó vẫn còn ở trong cái lá sen á, rồi dọn ra nguyên sừng vậy á, thì nó cũng đẹp lắm á.
cái món này mình mời khách là chuẩn luôn chị ha. Đúng rồi, nếu mà mình mời cơm người làm món này cho nó hơi hơi lạ, với lại thời gian chuẩn bị thì cũng rất nhanh. Bạn thấy đó, mình chỉ có sơ chế gà xong rồi là ướp các món xong rồi để vô hấp, mình rảnh tay đi làm cái việc khác nữa. Món ăn mà mình hay đến chia sẻ đó, thường là mình hay chọn những cái món mà nhanh rồi cũng tốt cho sức khỏe mà cũng không sơ chế cầu kỳ. Không biết là các bạn tiếp thu được không? Cảm ơn chị Thanh Nga Ngô, chị nói là yêu Phobi Food quá, cả yêu cô Anh nữa. Mọi người rất là thích các món ăn của chị Anh. Chị Đan Chi nói món này là món yêu thích của tôi mờ. Vậy là bữa nào Đan Chi cũng phải đến đây chia sẻ nha. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cách sơ chế khác nhau. Thì nếu mà Đan Chi chia sẻ thì mình sẽ học được cái cách sơ chế của Đan Chi, để biết thêm cái món đó là nó ngon thêm ở một cái phần, cái khâu nào, để cho mình hiểu là tại sao mà Đan Chi yêu thích cái món này á. Chia sẻ là hạnh phúc mà, đúng không chị? Chia sẻ là hạnh phúc nha cả nhà. Bạn Nguyễn Tuấn Quốc, bạn có hỏi mình là ngoài nấm đông cô thì em có thể thêm cộng cải bẹ xanh hoặc cải thìa hoặc là thêm cà rốt sắc lát cho đỡ ngán được không chị Anh? Được bạn. Cái cải xanh á, bạn cắt bỏ bớt lá đi, sau đó đó thì bạn nấu một nồi nước sôi á, cho chút xíu dầu ăn với muối, cái bạn trụng sơ cái cải đó, xong rồi bạn lót ở dưới dĩa rồi bạn mới đổ cái món ăn này ra. Tại vì cải thì mình cũng không hấp chung với gà được, nó thời gian chín khác nhau á. Nhưng mà bạn trụng sơ đi, sau đó cái bạn để ở dưới dĩa, xong rồi bạn đổ món cà này ra ăn cũng rất ngon á, mà nó cũng không ngán nữa, rồi lại thêm màu sắc nữa. Có chị Huỳnh Tố Trinh Đào, chị nói là ở Tây lấy đâu ra gà ta. Không sao, thì cái gợi ý như vậy thôi, nhưng mà nếu mà nhà bạn có gà Mỹ thì cũng được, bạn cũng sẽ làm theo cái cách này. Nhưng mà theo ý mình á, thì nếu mà gà Mỹ thì mình cắt miếng nhỏ thôi để cho nó đừng có ngán quá. Thì gà Mỹ thịt nhiều á thì bạn cắt nhỏ ra cũng ngon lắm các bạn. Với lại chị Anh ơi, hồi nãy thì cái mạng của mình nó cũng bị trục trặc đôi chút, cái lúc đầu khi mà chị giới thiệu á, thì giờ trong lúc mà chờ gà hấp chín á, chị có thể nói sơ lại cái phần nguyên liệu, với lại nói sơ lại cái cách ướp gà cho mọi người một lần nữa cho mọi người đang live nắm không chị? Rồi, vậy mình sẽ lấy lại cái gì của mình. Dạ. Đầu tiên á, thì cái món này á, nó có hai cái thành phần chính, đó là nấm đông cô và gà nha bạn. Thì cái nấm đông cô này bạn mua ở chợ về đó, bạn rửa sạch đi, sau đó thì bạn ngâm bằng nước nóng á, ngâm khoảng 20-30 phút gì đó, sau đó thì bạn cắt bỏ chân, rồi bạn sắc nhỏ, rồi bạn sẽ có một nhánh gừng sắc lát phân nửa, còn phân nửa thì bạn bầm ra, rồi một ít tỏi bầm, một ít hành lá. Gia vị của mình á, thì có nước tương, có dầu hào, có xíu rượu trắng, tiêu và bột năng, chút xíu dầu ăn nữa. Thì khi bạn sơ chế gà sạch sẽ rồi, tức là bạn rửa sạch rồi, bạn lấy muối sát bên ngoài cái da con gà đó cho gà nó sạch sẽ rồi, thì bạn chặt miếng vừa ăn, bạn ướp vô gà đó một ít tỏi với lại dầu ăn, dầu hào, nước tương. Dầu hào thì 3 muỗng, nước tương thì 2 muỗng. Rồi bạn cho chút xíu rượu trắng, với lại cho chút xíu cái nước mà mình ngâm cái nấm. Tại cái nước ngâm nấm đó, nó thơm lắm, khi mà mình hấp ra đó thì cái nước ra nó thơm lắm. Rồi còn nấm đông cô này á, thì bạn sắc nhỏ, bạn ướp với lại chút xíu gừng bầm, với lại chút xíu muối, rồi rượu trắng. Rượu trắng thì bạn không có cho nhiều, cho ít thôi, cho khoảng nửa muỗng, nửa muỗng canh thôi, để cho nó thấm vô cái nấm á, nó cũng rất ngon. Sau đó thì bạn trộn hai cái thành phần chính đó lại, rồi bạn rắc thêm chút xíu gừng miếng, gừng sợi đó,
rồi chỉ cần là để vô trong cái xửng. Xửng thì bạn đã nấu sẵn nước sôi rồi, rồi bạn để vô xửng rồi bạn hấp hấp trong vòng 20 hoặc là 25 phút tùy theo cái bếp của bạn nó nóng nhiều hay là ít vậy đó. Chỉ có vậy thôi à. Chị Trần Thị Đan Chi nói là cho cải xanh vào thì nó lại mất mùi đặc trưng, đúng không chị? À không bạn ơi, ý của một vài bạn hồi nãy đó, tức là bạn muốn ăn cho nó đỡ ngán, cho nó có rau xanh thì nó cũng không mất mùi gì. Bạn chỉ cần luộc bên ngoài, luộc cái cải bè xanh bên ngoài, rồi sau đó đó thì mình xếp ra dĩa rồi mới đổ gà ra, thì nó cũng không làm bay mùi cái gà của mình đâu, nhưng mà nó sẽ giúp mình đỡ ngán. Nhưng mà đúng ra cái món này thì không có cải bè xanh nha bạn, chỉ là mình chỉ có chế thêm để mình ăn cho nó đỡ ngán thôi. Rồi đó, gà của ơi. Mình là cũng được rồi đó. Cả nhà nghe mùi thơm quá. Chưa? Cả nhà nghe mùi thơm chưa? Thơm quá. Rồi. Cả nhà nghe chưa? Em nghe rồi. cái nấm đông cô nó không có còn cái mùi hăng mà nó rất là thơm không chị? Nấm đông cô này nó có một mùi thơm đặc trưng mà cái nấm tươi nó không bằng, cho nên mình sơ chế món này thì hay làm cái nấm khô. Dạ. Chờ tí nha. Chưa để mình để ra chén cho nó dễ quan sát nha. Trình bày đó chị. Mình cho hành lá vô món này luôn nha. Tại vì cái hành lá này mình thấy nó sống, nhưng thực ra cái món ăn của mình nó đang còn rất nóng á, thì nó cũng ngon lắm, nó không có bị nồng cái mùi hành ha. Rồi mời cả nhà nha. Món gà hấp nấm đông cô của mình đã hoàn tất rồi đó. Thơm quá, ngon quá. Chị Anh có lời chào cả nhà ạ. Rồi chào cả nhà nha. Hy vọng là sẽ thêm được một món trong bữa ăn gia đình của các bạn nha. Luôn giữ bếp nhà mình luôn ấm nha các bạn. Chìa khóa giữ hạnh phúc gia đình đó. Chào cả nhà.